Ba cái cam mà đi hết 5 cái chợ á. Sao dữ vậy? Cam cứ mùa đâu phải dễ kiếm đâu. Thôi được rồi, biết rồi. Có cam rồi nha hai em, chờ chút xíu có liền. Đi, tiền thôi. Ủa? Sao thiếu 7 ngàn? Cam lên giá. Gì? Cam cuối mùa mắc lắm, 1 ký là lên 7 ngàn á. Cam mà lên 7 ngàn 1 ký, còn gì đó nữa là mà lời. Ừ, buôn bán con này chết người ta luôn. Sao dạo này em ông múa gì cũng lên giá là sao vậy ta? Bộ anh nói em không tin, không tin rồi em xét người anh coi. Thì đâu có nói ông ăn chặn bớt gì đâu mà tự nhiên sốt sắng quá vậy. Không phải, tại người anh trung thực có sao anh nói vậy à. Ờ, ông đi mua giùm tôi 1 ký cà phê đi. Nè. Ờ. Ờ, thôi thôi, đi vô pha nước cam đi, mất công ông đi mua rồi người ta bắn mắt cho ông nữa. Không sao đâu, đi đường xá mà nguy hiểm, bụi bặm này kia nữa nó vô nó ăn da mặt của em, rồi nó bệnh hoạn nữa, chuyện cực nhọc để anh đi cho. Đá về mình ơi. Trời ơi, mua cái gì cũng lâu hết trơn vậy ông. Lâu gì, anh đứng gây lộn nó luôn á. Gây lộn vụ gì nữa? Vàng người ta tăng giá, người ta cũng phải thông báo. Điện người ta tăng giá, người ta cũng thông báo. Đá tăng giá nó không có thông báo. Vậy nước đá mà cũng tăng giá nữa hả? Thường thường cái bịch 10 ký bán 15 ngàn. Hôm nay cái bình nửa bịch như vậy mà nó bán 19 ngàn. Trời ơi, sao bán buôn gì riết là muốn tăng là tăng, là muốn lên giá là lên giá, không báo trước vậy trời. Bây giờ anh đứng bên người gây nó, anh gây nó mà tan chảy gần 2 ký luôn á. Trời ơi, ông cũng quẩn quá hả? Bây giờ tăng nhiều. Nó tăng coi như là mình 7 ngàn rưỡi, nó tính 9 ngàn, mất 1 ngàn rưỡi. Nó nói là tại điện nước lên rồi nó lên. Tiền dư đâu? Nè, nó thối lại 11 ngàn á. Mà lên giá thiệt không ông, mà đá mà cũng lên giá 3 ngàn nữa hả? Tôi chồng của em không tin với em xét người không còn một đồng luôn á. Hồi nãy khát nước là ngậm cục đá chứ không dám uống nữa. Không có phải là nghi ngờ gì hết, nhưng mà thấy nó... Không phải, tôi sốt lắm, thấy vợ cực khổ vậy tôi buồn lắm chứ bộ. Tôi lo lắng lắm chứ bộ. Thiệt. Quan trọng có gan. Riết sợ không dám đi chợ luôn. Gì nữa vậy? Nay ông hút lên 2 ngàn. Hôm nay sao lên giá mặt bà tỉnh bơi vậy? Tôi không còn cảm xúc nữa. Sao bây giờ cái gì nó cũng lên giá hết trơn vậy ông? Rồi chừng nào tôi lên bàn thờ? Tranh thủ chết đi, trong lên một hòm lên luôn á. Thiệt, sống như vậy sao mình sống nổi. Tiền khó đó. Còn lại 4 ngàn thôi đúng không? Ừ. Ráng mới kể, mình qua cái giai đoạn này đi mình. Đừng có buồn nữa. Hai ngàn nữa. Má ơi. Ê, mất mất tiêu rồi. Mất gì? Cái ông nhựa của anh á. À? Cái ông mà anh để tài liệu của anh á. Bản vẽ trong đó anh á. À. Cái bản vẽ anh thiết kế quán cà phê nè. Trời ơi, em nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Cái ông đó nó bự chà bá lửa mà không để làm gì hết trơn. Bỏ trong tủ này nó chật quá. Em bán về cha rồi. Bà sáu về chai mới mua, bà đi hướng này nè. Mới đi tức thì đó. Bà bán về chai rồi. Bán hôn đồ cũ ve chai nhôm mũ bể thì gì vậy? Sao Ủa có gì bán thêm hả anh Tám? Không Ê. Gì vậy? Chị bán ve chai phải không? Thì mua ve chai. Giờ tôi mua ve chai. Ủa sao vừa nãy bán rồi giờ mua? Không, tại vợ tôi nãy nó bán. Giờ tôi muốn mua. Mua gì? Mua cái ống này nè. Ủa, ống này mua lại làm gì? Ống kỷ niệm, hồi xưa tại hai chồng cưới nhau rồi đó, tôi qua nhà bả tôi sửa ống nước. Vậy hả? Thành ra tôi cắt ống nước tôi về làm kỷ niệm ngày cưới.
bả nhà bà không biết bán cho chị. À vậy hả? Bà bán chị đóng này nhiêu hả? 17 ngàn. Vậy vậy tôi mua lại 20 ngàn. Nó lời có 3 ngàn ai bán? Thì chị mới mua vậy cho chị lời 3 ngàn rồi. Thôi đi. Để khoan, cái ống này tôi mua lại mà. Ê, cái ống này của tôi. Bây giờ chưa thỏa thuận giá, tự nhiên ông giật đồ của tôi. 50 luôn. 50 hả? Ừ. Bán luôn. Ăn lời cắt cổ vừa thôi. Mua đóng đồ 17 ngàn, ông bán 50. Đứt ruột đứt gan luôn nữa. Mua mà cào nhào nữa bực bội. Phải, cái kỷ niệm ta. Ghe chai nhôm mũ bể đồ bán không? Đúng rồi. Sao chạy được gì nè trời. Cái gì vậy? Hả? Giờ muốn mua gì thêm nữa hả? Mua gì thêm nữa? Chị bán ve chai mà chị tham. Ủa cái gì tự nhiên tưởng tôi tham? Tiền tôi để trong đây đâu? Tại sao chị lấy của tôi? Tiền gì? Tiền tôi để dành trong đây. Một thời gian qua 2.3 triệu. Ê, mua có 50 ngàn mà chỉ mạ tôi. Trời ơi, bây giờ chị trả không? Đổ thừa cho tôi lấy 2.3 triệu. Nhà bà tôi đâu có lấy đâu. Bây giờ chị nó chịu lấy không? Chị nó chịu lấy không? Chị khỏi chạy đâu. Tôi chị lên công an để công an phán xử. Có 2.3 triệu này ai lấy? Cái người trong sạch không bao giờ sợ công an hết. Muốn đi thì đi. Ủa mình ơi. Ủa chị Sáu hả? Thôi qua bệnh đứng với chồng em đi. Trời xứng đôi vừa lứa quá trời. Chị Tám, cỡ này không có cửa với tôi đâu nha. Đừng có mơ. Mình. Dạ. À, hồi nãy em nghe mình nói là lên công an với chị Sáu chi vậy? À, thấy chị Sáu cực khổ lên công an tính làm giấy tờ xin chị Sáu đó giảm nghèo. Ôi trời ơi, vậy đó dễ thương quá. Rồi sẵn tiện hỏi chị Sáu là 2.3 triệu ở đâu luôn phải không? 2.3 triệu này phải không mình? Của ông xã. À, em cho xin lại. Vất vả lắm vợ mới phát hiện được. Câu chuyện là như vậy nè. Nhờ mình thông minh mưu trí, đi làm phải biết kiếm thêm chứ. Kỳ này ăn Tết lớn rồi. Thẩm mà nghe. Thẩm. Ủa, đang làm gì vậy anh? Bản thiết kế, bản vẽ quán cà phê mình đó mà. Ủa, bản vẽ gì? Anh thiết kế quán cà phê mình làm sao mà cây cối nó phải ở chỗ nào, rồi cái chòi mùa mưa phải đặt cái chỗ nào để mình tiếp khách đó mà. Thấy em cực khổ, anh chịu không nổi. Chà, đầu tư dữ nghe. Trời. Mình phải giúp ích gì được cho vợ mình chứ. Ôi, vợ xúc động lắm luôn á. Thôi bây giờ anh ở đây anh coi quán nha. À, em về em nấu cơm nha. Ồ, anh ở đây nha. Dạ. Em về nha. Dạ. Hết hồn luôn rồi. Mấy em chút bể rồi đó. Ghê thiệt. Đúng không? Tội nghiệp quá, đau khổ quá mới có được 2.3 triệu. Anh để dành, anh tính dắt mình đi du lịch. À, tính đi Dubai phải không? Vừa đu vừa bay qua bển phải không mình? Đi du lịch, để dành đi dẫn vợ đi du lịch. Tôi nói cho ông nghe nè. Bởi vậy người ta nói cái quỷ đen này á là nó đen thui thùi lùi cả cuộc đời của mấy ông luôn á nha chưa? Rút kinh nghiệm đi. Xin lỗi chị nha chị Sáu. Không sao, không có gì hết. Ông quá đáng lắm nghe chưa ông Tám? Ông nghĩ làm sao vậy hả? Vợ chồng mà giấu quỷ đen là sao? Anh biết lỗi rồi. Cho anh xin lại 2.3 triệu. Nghĩ vẻ đi. Tiền là tiền của tôi. Ông ăn chặn tiền của tôi phải giữ chứ. Dẹp mộng đi. Vì mất 2.3 triệu. Mua ông là 50 ngàn nữa. Mà sao? Trả 50 lại cho tôi.